chào các bạn. Hôm nay mình khui một cái tai nghe True Wireless rất là độc đáo. Thật ra đây không phải là cái tai nghe True Wireless các bạn. Đây là cái kiểu dáng nó giống như cái True Wireless vậy thôi. Nhưng mà nó là một cái tai nghe phiên dịch gọi là tức thì luôn, real time, tức là nói cái là nó dịch liền qua hai cái tai nghe. Cái hình dáng của cái tai nghe đeo thì nó giống như cái tai nghe True Wireless. Cái hãng là Timecast của Mỹ các bạn. Cái tai nghe này có tên là WT2 Plus, tai nghe phiên dịch với cái trí tuệ nhân tạo AI được tích hợp, và nó được tới 40 ngôn ngữ luôn, và trong đó có tiếng Việt. Các bạn thấy cái chữ tiếng Việt nè, tiếng Việt tất cả ngôn ngữ, Thái Lan, Lào, Campuchia gì đó, chơi láng luôn. Tương thích với iOS và Android và tự động connect rất là dễ dàng. Thiết kế sharing design và cái thời gian pin là 5 tiếng và nhân 3 lần, 5 tiếng nhân 3 lần là 3 lần là nằm trong cái hộp sạc các bạn, extra đó, cái hộp á. Rồi mình sẽ khui ngay cho các bạn xem một cái tai nghe rất là độc đáo này. Tại các bạn, tai nghe phiên dịch AI giá là 5.690.000 đồng, vừa lên kệ chính hãng luôn. Rồi, cái này nó hơi lạ, cho nên là phải khui và phải nói để các bạn dễ hiểu, dễ hình dung. Đó, cái hộp. Đây, hai cái tai chính. Đây, cái sách hướng dẫn sử dụng. Đây là một cái phần gọi là phụ kiện, gồm một cái cáp micro USB, hai cái móc tai, rồi hai cái bộ đệm. Đó, hai cái bộ đệm. Và đặc biệt là cái bộ phận chính ở đây các bạn ha. Đây, nó làm hai cái nửa. Hai cái nửa tách rời ra. Rồi mình in lại thì nó hít lại. Một cái là W, một cái là T. Ở đây là cái số 2, tức là cái tên của cái sản phẩm là WT2. Rồi cái sạc là một bên này, một bên thôi. Khi mình tách ra nó có 500, nó hít rất là chắc các bạn ha. Khi mà các bạn đậy vào thì đúng cái vị trí tiếp xúc ở đây, để cho nó liên thông với cái phần sạc. Sạc vô đây thì nó đi qua bên này, nó sạc cái bên này luôn. Đó, thì hai bên đều có pin hết, nó chứa trong này. Đó, hít. Khi mình sử dụng thì mình đưa cho bạn mình một cái, hoặc là đối tác mình một cái, còn mình giữ một cái và mình đeo, mỗi người đeo một cái và nói chuyện thì nó sẽ dịch ngay tức thì luôn. Real time, tức là ngay lập tức, với điều kiện là mình phải connect với cái điện thoại của mình. Và cái điện thoại của mình bắt buộc phải có sóng 3G, 4G, wifi gì đó, phải có mạng data. Đó. Thì đây các bạn thấy là một điểm nữa là các bạn, khi các bạn để mà nó để ngang như vậy thì nó hít liền. Đó, một là nó hít vô để mà sạc, thứ hai là để như vậy thì nó hít dính liền. Các bạn thấy cầm một bên nó rất là chắc chắn ha. Để mình để ngược lại coi nó có ăn không. Ăn luôn. Hướng nào nó cũng ăn 500 hết ha. Nó hít cứng luôn để mình cầm cho nó không bị rớt. Đây là một cái điểm cộng mình cho là rất là hay. Cái thiết kế rất là hay, rất chắc. Không lắc cũng không bị rớt. Rồi khi mình lỡ mình cầm mà nghiêng qua, đổ qua thì nó cũng không có bị rớt cái sản phẩm bên trong ra. Đó, một cái điểm rất là lợi hại. Rồi các bạn thấy cái hình ở trên này, một cái là một cái hình biểu tượng chat, biểu tượng thoại đó, và một cái là có cái phẩy ở trên này thì để nó làm dấu. Khi các bạn lấy ra nè, ở trong này có cái tiếp xúc để sạc cho cái tai nghe này, và bên này cũng vậy. Đó, có một cái tiếp xúc để sạc cho cái này. Thì khi các bạn bỏ vào sạc á, thì bỏ bên nào cũng được hết á. Không cần phải bỏ đúng bên W hay bên T. Ở đây nó có hai cái đèn. Nó chấp nháy, tức là nó đang sạc. Khi các bạn cắm vô sạc thì nó cứ nháy sạc. Còn khi sạc đầy nó hết nháy. Đó, sạc thì hai bên như nhau. Rồi, đó là cái hộp sạc các bạn ha. Rất là đẹp. Rất đẹp và rất gọn gàng, xinh xắn, và nó thiết kế thông minh, không có bị rớt, không có bị
có bị nó có 500 hit rồi, nó rất là nhanh, dễ mà dễ để mình em vô, nó vừa khớp lắm, rất là dễ vô khớp đó. Rồi đây là hai cái tai, những cái thông số kỹ thuật về này kia thì các bạn có thể coi trên website, mình có để cái đường link để các bạn xem. Thì các bạn ở đây các bạn thấy hai cái biểu tượng giống các cái biểu tượng chat như là WhatsApp hay là này kia ha, cái biểu tượng cái hình chat á, có một cái hình phẩy, phẩy là để đánh, nó đánh dấu là hai cái khác nhau, để mình đưa cho bạn mình một cái, thì mình đưa, ví dụ mình đưa cái phẩy đi cho bạn gái mình người Thái Lan mới qua, mình đeo cái này cho nó làm dấu gì đó. Rồi cách hoạt động nó như thế nào, cách hoạt động như thế nào các bạn, rất là đơn giản, các bạn cài cái ứng dụng WT2 Plus vào ha, Android có và iOS đều có hết. Sau khi cài cái ứng dụng này vào, các bạn mở cái hộp ra thì tự động nó sẽ connect rất là dễ, ai cũng có thể làm được hết. Sau khi connect thì cái app này nó sẽ báo được cho mình là cái lượng pin đó, cái tai số 1 là không có phẩy, lượng pin bao nhiêu DC band gì nè, rồi cái số 2 là 100% pin gì đó, để mình coi. Đặc biệt là cái phần bên home nè, cái đây là cái phần chính, nó có ba cái mode, ba cái chế độ. Chế độ là simul mode, tức là cái chế độ này là hai người nói qua nói lại liên tục với nhau luôn, nói câu là bên kia là nó dịch cái là nói qua nói lại liên tục. Còn chế độ hai là touch mode, tức là mình chạm một cái vào cái tai nghe rồi mình nói xong, mình vừa hết câu thì mình tự động, mình chủ động trong cái việc mình chạm một cái để mình dừng cái câu nói của mình, thì lúc đó nó sẽ send cái nội dung đó được dịch rồi qua cái đối tác của mình. Đó là cái third mode. Còn cái thứ ba là cái speaker mode. Cái speaker mode này là nó nói qua cái điện thoại. Rồi bây giờ mình sẽ thử cho các bạn ba cái chế độ. Cái điểm quan trọng là cái ngôn ngữ các bạn ha. Đây, cái ngôn ngữ nó tới 40 cái ngôn ngữ lận. Đây, Việt Nam nè, Trung Quốc nè, Đức, Ý, Nga, Ả Rập, China, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indo, Thái, Malai. À, nãy mình nói vui vui Lào, Campuchia để coi có hay không đó nha. Không có đúng không? Ngôn ngữ Lào hoặc Campuchia chưa có trong này. Filipino, Ireland, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria, Croatia này kia cái nọ, đủ thứ hết. Nhưng mà cái quan trọng nhất cái này mình nghĩ là tiếng Anh, tiếng Việt, Malay, Hàn Quốc đó, những cái tiếng rất là khó ha, Trung Quốc, rồi Nga cũng được, Ý, Pháp, còn Anh thì nó ấy. Còn Thái Lan á, Thái Lan quan trọng, có Thái Lan không? Từ để mình coi nha. Thái có nè, đó. Xì xò rất là khó đó, Thái Lan mà. Đây là những cái nội dung mình đã test thử qua thì nó history nó nằm trong này hết. Và đây là cũng là một cái cách để mình học cái ngôn ngữ luôn. Mình học luôn. Học thì mình sẽ chọn cái chế độ nói với máy thì nó sẽ dịch ra luôn. Rồi, giờ mình test ngay. Đây các bạn, mình đang đeo tai nghe và mình dùng cái móc này nè. Nếu mà các bạn thấy nó trơn á, nó dễ rớt thì các bạn dùng cái móc này móc vô giống mình đang móc nè. Thì có cái tai nghe nó chắc chắn hơn, và các bạn đi dạo phố, đi chơi rồi này nọ. Ví dụ các bạn có một người bạn gái Thái Lan hay là Trung Quốc đi, mà những ngôn ngữ đó rất là khó mình không biết, thì mình đi phố đi bộ dẫn bạn đi du lịch Việt Nam thì mình đeo cái này vô rồi móc vô cho chắc cú ha, khỏi rớt. Ở đây là bạn, một bạn khác đối tác chẳng hạn đang đeo một cái tai nghe phẩy. Rồi bây giờ cái tình huống thứ nhất, cái chế độ thứ nhất là cái simul mode, các bạn bấm vô đây. Thì mình á là cái màu xanh lá nè, mình là xanh lá, và cái phẩy nè, các bạn thấy phẩy không, là màu xanh dương. Đây, quay gần gần chút là thấy đó. Thì bây giờ mình là ngôn ngữ gì, ví dụ mình chọn là mình là tiếng Anh đi, là mình chọn English USA. Rồi bạn này là tiếng Thái đó, thì giờ mình nói một cái là tiếng Thái nó dịch qua cái tai nghe bên kia nè. How old are you? Các bạn nghe tiếng Thái đúng không? Nghe Thái đâu hiểu gì đâu. Rồi chọn lại Vietnamese, tiếng Việt các bạn ơi. Rồi. Excuse me, what's your name?
xin lỗi bạn tên là gì, có người nói mình nghe, có người nói lên tai nghe là xin lỗi bạn tên là gì liền, nó tức thì liền các bạn ha. Cái data, nó dữ liệu nó lấy từ cái mạng wifi của cái điện thoại hoặc là 4G, và khi mà mình đi chơi á, ở phố á, thì mình không cần phải cầm cái điện thoại này móc ra các bạn ha. Nó gọi là dịch real time từ người này qua người kia, hai đứa cặp kè hay là đi trước đi sau dẫn nhau đi chơi nói chuyện là nó qua hết rồi. What time is it? Mấy giờ rồi? Đó, bên kia là mấy giờ rồi liền à. Excuse me, what's your name? Xin lỗi, bạn tên là gì? Rồi, thôi giờ em trả lời bằng tiếng Anh, là tiếng Việt, em nói thử vài câu hả? Mình là Ngọc. Đó, nó đọc ở trong cái tai nghe mình là em Ngọc. Đó, tiếng Anh. Tức là hai người không có cần cái cầm cái điện thoại này theo. Và cứ bên này nói cái gì thì bên kia nói cái đó. Nó sẽ nó dịch liền, nó đưa qua bên kia liền, bên kia cứ nói lại cái ngôn ngữ mà mình chọn ở trong này thì nó tức thì nó ra liền. Đó là cái thứ nhất các bạn, rất là dễ. Cái thứ hai là touch mode, tức là mình chạm vào và mình nói. Đó, khi mà mình bật cái chức năng này thì nó cũng cho mình chọn là bên tiếng Anh, tiếng Việt hay là tiếng Thái, tiếng Việt gì đó, thì mình chạm vào một cái. Đó, chạm vào một cái bắt đầu nó nói và nó ghi âm. Nó nói và ghi âm, sau đó mình kết thúc cái đó, cái câu mình muốn nói và dịch đó thì mình click vào một cái nữa thì nó sẽ bắt đầu nó dịch và nó đẩy qua cả hai bên luôn để mà nghe chung luôn, rất là hay. Đó là cái chế độ thứ hai. Còn cái chế độ thứ ba là chế độ gọi là speaker mode, tức là chế độ này là nói với cái máy. Ví dụ what time is it? Mấy giờ rồi? Đó, mình nói một câu xong mà mình nói chung là đừng do mình đang nói lung tung, nó dính vô á. Nói xong cái câu đó là mình yên lặng, mình lít một cái cụp vô cái tai nghe là tự động nó biết là ok rồi, tao kết thúc rồi đó, dịch cái đoạn đó cho tao đi. À, nó dịch xong rồi nó đọc ra trên cái điện thoại. Đó là cái cách mình có thể mình học tiếng Anh hoặc là học cái tiếng Thái hay là học tiếng Hàn hay gì đó thông qua cái chế độ này. Còn hai người với nhau thì mình với bạn nước ngoài với nhau thì dùng hai chế độ trên. Một là nói liên tục, cứ nói gì nó dịch đó, nói gì nó dịch đó, là cái chế độ trên này. Rồi một điểm lưu ý nữa các bạn ơi, một điểm lưu ý nữa để các bạn không phải bị hố. Tức là đây là cái tai nghe chỉ là phiên dịch thôi, chỉ là phiên dịch thôi. Cái tai nghe này không có nghe nhạc được, không có trả lời cuộc gọi được. Tức là nó là một cái tai nghe chỉ làm cái nhiệm vụ là phiên dịch. Đó, cho nên là các bạn đừng có nghĩ là mua tai nghe này về nghe nhạc hay là về đàm thoại hay là nghe điện thoại rồi lâu lâu mình lấy ra để mình phiên dịch đi du lịch là không được ha. Nhu cầu đúng là phiên dịch thì nó là một cái máy phiên dịch. Vậy là hết chức năng. Rất là hay. Thì cái tai nghe này mình có để ở cửa hàng 144 Võ Thị Sáu. Tuy nó mới lạ, nó cũng có những cái điểm hay. Các bạn cần trải nghiệm thì ghé cửa hàng 144 Võ Thị Sáu để trải nghiệm ha, trước khi quyết định mua thì nó dễ hơn. Rồi, kết thúc cái video này ở đây và chào tạm biệt các bạn.